lên cảm thấy đi này. Cũng không vô đi đốt ăn. Mũi chích luôn. Lúc vô. Lúc vô. Nè hồi nãy. Nè chút hồi nãy mình đi đường này mà không thấy ô ăn chút. Chút hồi nãy mình đi chưa? Ba rồi kìa. Nè hồi nãy mình đi đường này đúng không chút? Mình chốt chân ngay dưới đất á. Mình có mưa không? Ui da, quá đại tình quá. Bị chết rồi. Mạc. Đó, vừa điểm đấy. Mùa hiểm mà dớ mạc quá. Mì vô đang nướng chết bây giờ. Bèo. Bèo. Bắt đầu kinh. Nè hồi nãy chút hồi nãy mình đi chỗ này hả chút hả? Chù mà mình đi rầm rầm á. Quá bổ đi chắc to hơn hồi nãy này. Ngưỡng gì nữa vậy? Nghĩ. Đồn. Cái bánh nhỏ. Mày mới kéo uống tầm đi. Thua. Thua lắm. Chết. Thua lắm giấy. Tao dập tắt. Sao? Tao gì? Dập bữa trong trái đi dọc kéo ngay. Đang rất có đúc rồi trong trái kéo trong này. Cũng bèn ngồi nó thì nhỏ hơn mà cái đi nhiều rộng hơn. Ừ. Gì? Oh, đây vô ra đây đây gì đây. Đã đi ăn nuôi gì thì tụt. Anh ăn. Bèo yêu đâu tạo cái tốc độ rất nhanh. Anh sao anh sát mà. Khi anh về là bị đứt đi. Đúng chưa? Bình. Ủa đây đúng là nhậm nhiều chứ thấy chứ nó phải nhậm nhiều quá ngay. Có chú cãi không? À sát rồi. À chú sát mà bạn. Đúng. Tâm hả? Đây mới vô luôn. Đây. Tâm. Ủa nó đốt khẽ để nhỏ rồi mà. Nhả qua nó bao. Kìa.